Quy luật Dharma hay mục đích cuộc đời. Mỗi người đều có mục đích cuộc đời, một quà tặng độc đáo hay một tài năng đặc biệt để trao cho những người khác. Và khi dùng tài năng đặc biệt này phục vụ người khác, chúng ta trải nghiệm niềm hứng khởi và vui mừng trong chính tinh thần chúng ta. Đây là mục tiêu tối hậu trong tất cả các mục tiêu. Quy luật tinh thần thứ 7 của thành công là quy luật Dharma. Dharma hay còn gọi là pháp là từ tiếng Phạn có nghĩa mục đích cuộc đời. Quy luật Dharma nói rằng chúng ta hiện thân ở dạng thức vật chất để thực hiện một mục đích. Trường tiềm năng thuần khiết trong bản chất của nó là sự thánh thiêng, là cái thánh thiêng biểu hiện dưới hình dạng con người để thực hiện mục đích. Theo quy luật này, bạn có một tài năng đặc biệt duy nhất và cách thức thực hiện duy nhất để bộc lộ nó. Có những điều bạn có thể làm tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Với mỗi tài năng đặc biệt duy nhất và sự bộc lộ đặc biệt duy nhất tài năng đó, thì cũng có nhu cầu đặc biệt duy nhất. Khi những nhu cầu này được đáp ứng bởi sự thể hiện đầy sáng tạo của tài năng nơi bạn, đó chính là ngọn nguồn tạo ra sự giàu có. Thể hiện tài năng của bạn để đáp ứng nhu cầu sẽ tạo ra sự giàu có và phồn thịnh không giới hạn. Nếu bạn có thể bắt đầu dạy đứa trẻ ngay từ nhỏ với lối tư duy này, bạn sẽ thấy ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của chúng. Thực tế, tôi đã áp dụng điều này với chính những đứa con của mình. Tôi đã nói với chúng nhiều lần rằng chúng có mặt trên đời này là có lý do, và chúng phải tự tìm ra lý do đó cho chính mình. Ngay từ năm lên 4 tuổi, chúng đã được nghe điều này. Trong khoảng thời gian đó, tôi dạy chúng cách thiền và tôi bảo chúng rằng cha không bao giờ, chưa bao giờ muốn các con lo lắng về việc phải kiếm sống. Nếu các con không thể tự nuôi sống bản thân khi các con lớn, cha sẽ chu cấp cho các con. Do vậy, đừng lo lắng về điều đó. Cha không muốn các con chú trọng vào việc học tốt ở trường. Cha không muốn các con tập trung vào việc phải đạt điểm cao nhất hay học ở những trường danh tiếng nhất. Điều cha thực sự muốn các con chú tâm vào là hãy tự hỏi mình làm thế nào để phục vụ được loài người, và hãy tự vấn xem đâu là tài năng đặc biệt của các con. Bởi các con có một tài năng đặc biệt duy nhất mà không ai có được, và các con có cách đặc biệt duy nhất để bộc lộ tài năng của mình, không giống bất kỳ ai. Và cuối cùng, chúng lại học ở những trường danh tiếng nhất, đạt những điểm số cao nhất, và thậm chí, ngay cả khi học đại học, chúng cũng đặc biệt trong cách độc lập về tài chính. Vì chúng chú tâm vào việc chúng có mặt trên cõi đời này là để cho đi thứ gì. Như vậy, điều này chính là quy luật Dharma. Có 3 yếu tố cấu thành quy luật Dharma. Yếu tố đầu tiên cho thấy mỗi người trong chúng ta tồn tại trên cõi đời này là để khám phá cái tôi đích thực của mình, để tự mình phát hiện ra rằng cái tôi đích thực của chúng ta thuộc về tinh thần, rằng về bản chất chúng ta là những cá thể tinh thần được hiện thân trong dạng thức vật chất. Chúng ta không phải là những con người chỉ đôi lúc mới có những trải nghiệm tinh thần. Ngược lại mới đúng, chúng ta là những cá thể tinh thần đôi khi có những trải nghiệm của con người. Mỗi người trong chúng ta đều có mặt trên thế giới này để khám phá cái tôi cao quý hơn, tức là cái tôi tinh thần của chúng ta. Đó là bước đầu tiên thực hiện quy luật Dharma. Chúng ta phải tự khám phá ra rằng bên trong chúng ta là một vị thần thánh trong hình hài phôi thai, muốn được sinh ra để chúng ta có thể thể hiện được sự thần thánh của mình. Yếu tố thứ hai của quy luật Dharma là bộc lộ tài năng đặc biệt duy nhất của chúng ta. Quy luật Dharma nói rằng mỗi con người đều có một tài năng đặc biệt duy nhất. Bạn có một tài năng đặc biệt duy nhất, đặc biệt trong cách nó bộc lộ ra, đặc biệt đến nỗi không ai trên hành tinh này có được tài năng như vậy hay cách bộc lộ tài năng như vậy. Điều này có nghĩa là có một điều bạn có thể làm và một cách để làm điều đó. Đó là trở nên tốt hơn bất kỳ ai khác trên khắp hành tinh này. Khi bạn làm điều đó, bạn không còn biết thời gian.
khi bộc lộ tài năng đặc biệt duy nhất mà bạn có, hay trong nhiều trường hợp là nhiều tài năng đặc biệt nổi trội, thì việc thể hiện tài năng đó đưa bạn vào trạng thái nhận thức không còn giới hạn thời gian. Yếu tố thứ ba của quy luật Dharma là phục vụ loài người. Phục vụ đồng loại, và hãy tự hỏi mình những câu hỏi như: làm thế nào tôi có thể giúp được? Làm thế nào tôi có thể giúp được tất cả những người tôi tiếp xúc? Khi kết hợp khả năng bộc lộ tài năng đặc biệt của mình với sự phục vụ loài người, thì bạn đã vận dụng tốt quy luật Dharma. Và cùng với trải nghiệm bản chất tinh thần của chính bạn, trường tiềm năng thuần khiết, thì không thể nào có chuyện bạn sẽ không tiếp cận được sự giàu có vô hạn. Bởi đó là cách đúng đắn để bạn có được sự giàu có. Đây không phải là sự giàu có nhất thời, nó là thường hằng. Bởi tài năng đặc biệt duy nhất của bạn, cách bạn thể hiện tài năng đó, sự phục vụ và cống hiến của bạn đối với con người, vốn là điều mà bạn ngộ ra khi tự hỏi: làm thế nào tôi có thể giúp được? Thay vì: trong đó có gì cho tôi? Câu hỏi "trong đó có gì cho tôi" là đối thoại nội tâm của bản ngã. Khi hỏi "làm sao tôi có thể giúp được" là đối thoại nội tâm của tinh thần. Tinh thần ấy chính là miền nhận thức nơi bạn trải nghiệm tính phổ quát. Chỉ cần chuyển đổi từ đối thoại nội tâm "trong đó có gì cho tôi" sang "làm thế nào tôi có thể giúp được" là bạn đã vượt ra ngoài bản ngã để đi tới miền tinh thần ấy của mình. Trong khi tham thiền là cách hữu hiệu nhất để đi vào miền tinh thần ấy. Chỉ cần chuyển đối thoại nội tâm của bạn thành "làm thế nào tôi có thể giúp được" là bạn cũng có thể tiếp cận được tinh thần ấy, miền nhận thức ấy nơi bạn trải nghiệm tính phổ quát. Nếu bạn muốn vận dụng tối đa quy luật Dharma, bạn phải thực hiện một vài cam kết. Cam kết đầu tiên, tôi sẽ tìm kiếm cái tôi cao quý hơn, vượt ra ngoài bản ngã của tôi thông qua thực hành tâm linh. Cam kết thứ hai, tôi sẽ khám phá tài năng đặc biệt duy nhất của mình và tìm ra những tài năng đặc biệt đó. Tôi sẽ tận hưởng chính mình, bởi quá trình tận hưởng xảy đến khi tôi bước vào trạng thái nhận thức không có giới hạn thời gian. Đó là khi tôi ở trạng thái toàn phúc. Cam kết thứ ba, tôi sẽ tự hỏi mình làm sao tôi có thể phù hợp nhất để phục vụ loài người. Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó và thực hiện nó. Tôi sẽ sử dụng tài năng đặc biệt của mình để phục vụ nhu cầu của con người. Tôi sẽ gắn những nhu cầu đó với khát vọng được giúp đỡ và phục vụ người khác của tôi. Hãy ngồi xuống, lập danh sách những câu trả lời cho hai câu hỏi này. Hãy tự hỏi mình, nếu tiền bạc không thành vấn đề và bạn có đủ thời gian cũng như tiền bạc, thì bạn sẽ làm gì? Nếu bạn vẫn sẽ làm những công việc bạn đang làm, tức là bạn đang thực hiện pháp. Vì bạn có đam mê đối với công việc bạn làm, bạn đang thực hiện tài năng đặc biệt duy nhất của mình. Sau đó hãy tự hỏi, làm thế nào tôi có thể phù hợp nhất để phục vụ loài người? Hãy trả lời câu hỏi đó và thực hiện nó. Khám phá sự thần thánh của bạn, tìm ra tài năng đặc biệt duy nhất của bạn, phục vụ loài người bằng tài năng đó. Rồi thì bạn có thể tạo ra sự giàu có như bạn muốn. Khi những thể hiện mang tính sáng tạo của bạn phù hợp với nhu cầu của con người, thì sự giàu có sẽ tự chảy từ chỗ không hiển lộ tới chỗ hiển lộ, từ miền tinh thần đến thế giới vật chất. Bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của mình như sự thể hiện kỳ diệu của cái thần thánh, không chỉ thỉnh thoảng mà là luôn luôn. Và bạn sẽ biết niềm vui và ý nghĩa đích thực của thành công, niềm hân hoan và hạnh phúc trong tinh thần của bạn. Áp dụng quy luật Dharma hay mục đích cuộc sống. Tôi sẽ thực hiện quy luật Dharma bằng cách cam kết tuân theo các bước sau. 1. Ngày hôm nay tôi sẽ nuôi dưỡng vị thần thánh đang phôi thai nằm sâu trong tâm hồn tôi. Tôi sẽ chú ý đến tinh thần trong tôi vốn đang tạo ra sức sống cho thân thể và tâm trí tôi. Tôi sẽ tự thức tỉnh mình để nhìn thấu sự tĩnh lặng sâu thẳm bên trong trái tim tôi. Tôi sẽ mang ý thức về tồn tại vĩnh hằng phi thời gian trong lòng trải nghiệm có giới hạn về thời gian. 2. Tôi sẽ lập danh sách những tài năng đặc biệt duy nhất của mình. Sau đó
tôi sẽ liệt kê những điều mình muốn làm khi bộc lộ tài năng. Khi tôi thể hiện những tài năng đặc biệt của mình và dùng chúng phục vụ loài người, tôi không còn biết đến thời gian và tạo ra sự giàu có trong cuộc sống của tôi cũng như cuộc sống của những người khác. 3. Hàng ngày tôi sẽ tự hỏi mình, tôi có thể phục vụ như thế nào và tôi có thể giúp đỡ bằng cách nào? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ cho phép tôi giúp đỡ và phục vụ con người bằng tình yêu thương. Tổng kết và kết luận. Tôi muốn biết những suy nghĩ của Chúa Trời, những gì còn lại chỉ là chi tiết. Albert Einstein. Tâm trí vũ trụ tạo ra và điều khiển mọi thứ đang diễn ra trong hàng tỷ thiên hà với sự chính xác đến tinh tế và trí tuệ vững vàng. Trí tuệ ấy tối thượng và cao cả. Nó thấm đẫm vào từng sợi tơ của sự tồn tại, từ những thứ nhỏ nhất đến những thứ to lớn nhất, từ nguyên tử cho đến vũ trụ. Bất cứ thứ gì tồn tại đều là biểu hiện của trí tuệ này, và trí tuệ này hoạt động thông qua 7 quy luật tinh thần. Nếu nhìn vào bất cứ tế bào nào trong cơ thể con người, bạn sẽ thấy rõ thông qua cách vận hành của nó sự thể hiện những quy luật này. Từng tế bào, bất kể là tế bào dạ dày, tế bào tim hay tế bào não, đều được sinh ra từ quy luật tiềm năng thuần khiết. DNA là một ví dụ hoàn hảo của tiềm năng thuần khiết. Thực tế, nó là biểu hiện mang tính vật chất của tiềm năng thuần khiết. Cùng một DNA như nhau, tồn tại trong mỗi tế bào, tự bộc lộ nó theo nhiều cách khác nhau, nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt duy nhất của tế bào cụ thể đó. Mỗi tế bào cũng hoạt động thông qua quy luật cho. Một tế bào sống và khỏe mạnh khi nó trong trạng thái cân bằng. Trạng thái cân bằng này là trạng thái toàn hảo và hài hòa, nhưng nó được duy trì nhờ quá trình cho và nhận liên tục. Mỗi tế bào cho và hỗ trợ tế bào khác, và ngược lại, chúng được những tế bào khác nuôi dưỡng. Tế bào luôn trong trạng thái vận động tích cực, và sự vận động đó không bao giờ bị cắt ngang. Thực tế, sự vận động đó là bản chất cuộc sống của tế bào. Và chỉ với cách duy trì sự vận động cho đi này thì tế bào mới có thể nhận lại, và như thế mới tiếp tục sự sống mạnh mẽ của mình. Quy luật nghiệp quả được thực hiện sắc bén bởi mỗi tế bào, bởi vì gắn kết với sự thông thái của nó chính là câu trả lời chính xác và phù hợp nhất cho mọi trường hợp xảy ra. Quy luật nỗ lực tối thiểu cũng được thực hiện bởi các tế bào trong cơ thể. Mỗi tế bào thực hiện công việc của mình với hiệu quả lặng lẽ trong trạng thái tỉnh giác đầy thư thả. Thông qua quy luật mục đích và khát vọng, mỗi mục đích của từng tế bào vận dụng quyền năng tổ chức vô hạn của trí tuệ tự nhiên. Ngay một mục đích đơn giản như chuyển hóa phân tử đường cũng lập tức sẽ tạo ra một chuỗi hài hòa các hoạt động xảy ra trong cơ thể đó. Những lượng hormone chính xác phải được tiết ra tại những thời điểm chính xác để chuyển hóa phân tử đường này thành năng lượng sáng tạo thuần khiết. Tất nhiên, mọi tế bào đều phản ánh quy luật buông bỏ. Chúng độc lập với kết quả mục đích của mình. Chúng không vấp ngã hay chùn bước bởi hành vi của chúng là chức năng giác niệm về thời khắc hiện tại, lấy cuộc sống làm trung tâm. Mỗi tế bào còn phản ánh quy luật Dharma. Chúng phải khám phá ra nguồn cội, cái tôi cao quý hơn của mình. Chúng phải phục vụ đồng loại và bộc lộ những tài năng riêng biệt. Các tế bào tim, tế bào dạ dày và tế bào miễn dịch đều có khởi nguồn của chúng từ cái tôi cao quý hơn, trường tiềm năng thuần khiết. Và bởi chúng trực tiếp kết nối với bộ não vũ trụ này, nên chúng có thể thể hiện những tài năng đặc biệt của mình với sự thảnh thơi không cần nhiều nỗ lực và nhận thức không có giới hạn về thời gian. Chỉ bằng cách thể hiện những tài năng đặc biệt của mình, chúng mới có thể duy trì được sự thống nhất bên trong bản thân chúng và cả sự thống nhất của toàn bộ cơ thể. Đối thoại nội tâm của mỗi tế bào cơ thể con người là tôi có thể giúp bằng cách nào. Các tế bào tim muốn giúp các tế bào miễn dịch, tế bào miễn dịch muốn giúp tế bào dạ dày và tế bào phổi, còn các tế bào não lại lắng nghe và giúp đỡ các tế bào khác. Mỗi tế bào trong cơ thể con người chỉ có một chức năng duy nhất,
giúp đỡ các tế bào khác. Bằng cách xem xét hành vi của các tế bào trong cơ thể mình, chúng ta có thể quan sát được cách thể hiện đặc biệt và hiệu quả nhất của 7 quy luật tinh thần. Đây là thiên tài của trí tuệ tự nhiên. Đây chính là những suy nghĩ của Chúa Trời. Những gì còn lại chỉ là chi tiết. 7 quy luật tinh thần của thành công là những nguyên tắc mạnh mẽ giúp bạn đạt tới sự làm chủ cái tôi. Nếu bạn quan tâm đến những quy luật này và thực hành từng bước như hướng dẫn trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy bạn có khả năng thực hiện hóa những điều bạn muốn, tất cả sự giàu có, tiền bạc và thành công mà bạn khao khát. Bạn cũng sẽ nhận ra cuộc sống của bạn vui vẻ và tràn đầy hơn dưới mọi góc độ, bởi những quy luật này cũng chính là những quy luật tinh thần của cuộc sống, làm cho cuộc sống đáng sống. Có một hệ quả tự nhiên để áp dụng những quy luật này trong cuộc sống thường nhật, giúp bạn ghi nhớ chúng hơn. Quy luật tiềm năng thuần khiết được trải nghiệm qua sự tĩnh lặng, qua phương pháp thiền, không phán xét, giao hòa với thiên nhiên. Nhưng nó được khởi động nhờ quy luật cho. Nguyên tắc ở đây là học cách cho đi thứ bạn tìm kiếm. Đó là cách bạn khởi động quy luật tiềm năng thuần khiết. Nếu bạn tìm kiếm sự giàu có, hãy cho đi sự giàu có. Nếu bạn tìm kiếm tiền bạc, hãy cho người khác tiền. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu, sự thấu hiểu và thương mến, hãy học cách mang tình yêu, sự thấu hiểu và thương mến đến cho người khác. Thông qua hành động của mình trong quy luật cho, bạn khởi động quy luật Dharma. Bạn tạo ra nghiệp quả tốt, và nghiệp quả tốt khiến cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên dễ dàng. Bạn nhận ra rằng mình không phải dành quá nhiều nỗ lực để đạt được khát vọng của mình. Điều đó tất yếu giúp bạn nhận thức được quy luật nỗ lực tối thiểu. Khi mọi thứ dễ dàng và đơn giản, những khát vọng của bạn sẽ luôn được thỏa mãn. Bạn tự nhiên bắt đầu hiểu quy luật mục đích và khát vọng. Thực hiện những khát vọng của mình mà không cần nhiều nỗ lực giúp bạn dễ dàng thực hiện quy luật buông bỏ. Cuối cùng, khi bắt đầu hiểu tất cả những quy luật trên, bạn bắt đầu tập trung vào mục đích thực sự của đời mình. Điều này đưa bạn đến với quy luật Dharma. Bằng cách sử dụng quy luật này, bằng cách thể hiện tài năng đặc biệt duy nhất của mình và đáp ứng nhu cầu của đồng loại, bạn bắt đầu tạo ra bất cứ thứ gì bạn muốn, bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn trở nên thảnh thơi và vui vẻ, và cuộc sống của bạn trở thành biểu hiện của tình yêu thương không giới hạn. Chúng ta là những lữ khách trên chuyến hành trình trong vũ trụ. Bụi sao băng bị cuốn đi và nhảy múa trong gió lốc và trũng xoáy của sự vô hạn. Cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng những biểu hiện của cuộc sống thì thoáng chốc, nhất thời, ngắn ngủi. Đức Phật từng nói rằng sự tồn tại của chúng ta thoáng chốc như đám mây mùa thu. Quan sát sự sinh ra và chết đi của chúng sinh cũng như ngắm nhìn những động tác trong một điệu nhảy. Cả cuộc đời giống như tia chớp trên bầu trời, vụt qua nhanh như dòng lũ tuôn xuống sườn núi dốc đứng. Chúng ta dừng lại trong chốc lát để chào nhau, để gặp gỡ, để yêu thương và để chia sẻ. Đây là thời khắc quý giá nhưng ngắn ngủi. Nó là sự thoáng qua xen vào sự vĩnh hằng. Nếu chúng ta chia sẻ sự quan tâm, thảnh thơi, tự tại và yêu thương, chúng ta sẽ tạo ra sự giàu có và niềm vui cho nhau. Và như thế, khoảnh khắc này sẽ là đáng sống.